Xin được trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì và chủ đề của chương trình hôm nay là làm thế nào để lựa chọn giải pháp kiểm soát bệnh tiểu đường an toàn hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tiểu đường là bệnh không lây nhiễm nhưng con số bệnh nhân thì gia tăng với mức độ đáng kinh ngạc. Theo báo cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới IDF, tại Việt Nam, con số bệnh nhân năm 2015 là 3,5 triệu người và dự báo đến năm 2040 thì con số này sẽ tăng lên 6,1 triệu người. Thật sự là khủng khiếp đúng không ạ? Và rõ ràng là khi có bệnh thì ai cũng mong muốn tìm mọi cách để có thể chữa khỏi bệnh. Lợi dụng tâm lý này cũng như sự cả tin của nhiều người, hiện nay đã xuất hiện tràn lan trên rất nhiều những phương tiện về những cách thức chữa được khỏi bệnh tiểu đường bằng những cái sản phẩm không hề rõ nguồn gốc trôi nổi. Và kết quả cuối cùng thì tiền vẫn mất nhưng bệnh thì vẫn không khỏi. Vậy thì tiểu đường có chữa được không? Và làm thế nào để có thể lựa chọn những giải pháp an toàn hiệu quả? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Chào MC Thảo Vân, chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và một vị khách nữa xin được giới thiệu chị Thu Anh đến từ Hà Nội. Xin chào MC Thảo Vân, chào bác sĩ, chào tất cả các quý vị khán giả. Chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự để hiểu hơn về cái nhìn toàn cảnh đối với căn bệnh này. Ghé thăm miền Tây, vùng đất Hương Phù Sa để áp nghĩa tình với những con người nức tiếng thật thà, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với người thầy giáo Phạm Bá Phong, 60 tuổi, trú tại ấp Hưng Phú, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dưới những tán dừa xanh mát, chú Phong kể cho chúng tôi nghe về tiểu đường, căn bệnh đã làm chú phải khổ tâm suốt thời gian qua. Tôi tên Phạm Bá Phong, ở ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Mới đầu thì nó bột phát thì ban đêm đi tiểu rất là nhiều. Rồi ban ngày thì uống nước khủng khiếp. Tôi quay nhiều cái ca nước vậy, uống mà nó không thấy đã khác. Rồi bắn khoảng một tuần sau thì lại giảm cân, nó giảm khoảng 7kg. Lúc đói thì nó kiểu như tay chân nó cũng bủng rủng hết đại khái, nó giống như mình muốn không có sức, không còn lực để mà mình làm gì đó. Thì lúc đó thì mồ hôi nó ra nhiều, mắt nó mờ đi, coi truyền hình là phải, trước đây thì không dùng kiến, bây giờ dùng kiến thấy chấm bài thì phải mang kiến, mà kiến mà tôi mang là phải hai cái kiến. Thì bắt đầu mới đi khám trên Hòa Hảo thì cái lượng đường nó lên tới 20.6, thì sau đó bác sĩ cho uống thuốc khoảng một tháng rồi về mình cũng cử kiêng, rồi bây giờ bắt đầu mới nghiên cứu là bị tiểu đường là như thế nào rồi mới biết, rồi sau đó mới uống thuốc của bệnh viện, nó giảm thật cực thật chậm, tại vì từ 20.6 cái nó giảm xuống còn mười mấy, tôi mới sợ quá tôi mới mua một cái máy đo đường huyết, cứ hai ngày tôi đo một lần để nó điều chỉnh thức ăn như thế nào cho nó phù hợp. Nhân vật tiếp theo trong chuyến hành trình của chúng tôi là cô Đỗ Thị Thu Anh ở Long Biên, Hà Nội. Trước kia, cô từng có thời gian công tác trong ngành may mặc, nhưng sau đó vì kinh tế khó khăn, công ty giải thể nên cô quyết định về nhà nội trợ, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng và các con. Nhưng sóng gió lại tiếp tục ập tới khi ở độ tuổi 53, cô hay tin mình đã mắc tiểu đường. Đợt đó tôi bị sụt mất 8 cân liền, nhìn sọp hẳn đi, da rẻ sạm hết cả lại. Mặc dù tôi ăn khỏe hơn trước rất là nhiều, uống nước cũng nhiều, không những thế, ban đêm tôi liên tục phải dậy để đi tiểu nên bị mất ngủ liên miên. Người lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng muốn làm gì. Thấy cơ thể có sự khác thường theo hướng tiêu cực nên cô Anh cũng lo lắng, vội vàng tới bệnh viện để khám và bàng hoàng khi biết mình đã bị tiểu đường. Đường huyết lúc đó lên tận 400 mà còn kèm theo cả mỡ máu nữa. Tôi đã uống thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ, ngày 4 viên chia 2 lần, kèm theo đó là ăn uống kiêng khem vô cùng nghiêm ngặt. Hạn chế tối đa tinh bột và đường, chủ yếu là rau xanh nhưng đường huyết vẫn luôn là 200 mà không về được ngưỡng an toàn. Càng ngày, cô cảm thấy sức khỏe của mình đi xuống và kết quả cuối cùng là cô phải đối mặt với biến chứng nguy hiểm của tiểu đường. Thưa bác sĩ, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự và hiện nay thì trên những trang mạng xã hội hoặc là trên YouTube chúng ta hay thấy có những quảng cáo với những lời có cánh như là
chữa khỏi bệnh tiểu đường hoặc là cam kết nếu không khỏi sẽ trả lại tiền, kiểu kiểu na ná như vậy. Bác sĩ có đánh giá thế nào về vấn đề này ạ? Đấy là quảng cáo thương mại. Người ta không hiểu biết về cái bệnh lý tiểu đường cho nên mới quảng cáo như thế. Bệnh tiểu đường là gì? Đó là bệnh chuyển hóa mãn tính do cơ thể không sản xuất được ra insulin, hoặc là có sản xuất nhưng cũng không đủ, do đó không chuyển hóa được cái lượng đường trong máu, dẫn đến tình trạng đường huyết nó tăng cao hơn mức bình thường và dẫn đến cái triệu chứng và bệnh lý của tiểu đường. Và đặc biệt bệnh lý tiểu đường rất nguy hiểm ở cái chỗ là biến chứng. Tôi khẳng định rằng bệnh lý tiểu đường là một bệnh mãn tính không thể chữa khỏi được. Bệnh nhân phải chung sống với lại bệnh cả đời và phải được điều trị đúng thầy, đúng thuốc, đúng phác đồ. Tiêu chí để mà quản lý chữa được bệnh tiểu đường phải theo cái mục đích thứ nhất là quản lý được cái HbA1c dưới 7%. Và thứ hai nữa, quản lý được cái nồng độ đường khi đói 3,5 đến 7 mmol trên lít và sau khi ăn 2 giờ. Đặc biệt nữa là phải quản lý được cái biến chứng của tiểu đường về tim mạch, về thận, về thần kinh và đặc biệt là về mắt. Nếu không quản lý được thì sẽ dẫn đến những cái biến chứng không những làm cho tử vong mà còn giảm tuổi thọ. Nói vậy thì các bệnh nhân bị tiểu đường thì cũng không nên lo lắng quá. Bây giờ là công nghệ hiện đại, thuốc cũng tốt giúp cho bệnh nhân tiểu đường có thể chung sống với lại bệnh lý tiểu đường, nhất là tiểu đường type 2, được có cuộc sống ổn định và không lo sợ. Làm thế nào để có thể đạt được những mục tiêu điều trị tiểu đường như bác sĩ vừa nói ạ? Để đạt được cái mục tiêu trên, một là cái thói quen sinh hoạt lành mạnh, phải ăn chia nhỏ ra từng bữa và đặc biệt phải chọn lọc những cái thức ăn không có đường. Thứ hai, giảm béo và giảm các chất chiên xào, tăng cường các cái rau xanh, tránh những cái tinh bột, tránh xa các chất kích thích cay nóng hoặc các nước có ga hoặc nước có đường. Tập luyện thể dục hàng ngày, một ngày tập luyện thể dục đi bộ hoặc tập gym đặt 30 phút cả tuần, hoặc là nếu không tối thiểu phải 5 ngày thì cũng giúp cho làm sao giảm được 30% các cái biến chứng của tiểu đường về tim mạch, huyết áp và thần kinh và mắt. Thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm tra lượng đường huyết hàng ngày và kiểm tra cái HbA1c nó có ở mức bình thường hay không. Ngoài ra còn phải kiểm tra cả các cái chỉ số ví dụ như là cholesterol hoặc là triglyceride. Những bệnh nhân tiểu đường thường mỡ máu cao, và mỡ máu cao thì làm sao gây xơ vữa mạch. Cái điều thứ tư nữa gì? Sử dụng cái thuốc tiểu đường đúng thuốc, đúng phác đồ và không được bỏ thuốc. Sử dụng cái thuốc tiểu đường Tây Y thì nhiều bệnh nhân sử dụng có thời gian từ 10 đến 15 năm, có thể là lúc đó nó nhờn thuốc thì nó không đạt kết quả thì phải có điều chỉnh lại, tránh mách bảo nhau hoặc sử dụng cái thuốc trôi nổi sẽ dẫn đến tình trạng biến chứng như là suy thận. Cần phải làm sao bổ sung, sử dụng thêm các thảo dược thiên nhiên, quản lý được cái lượng đường huyết và đồng thời làm sao nó có tác dụng làm giảm được cả các cái tác dụng phụ của cái thuốc Tây y điều trị tiểu đường, còn giảm được cái liều lượng thuốc Tây y điều trị tiểu đường thì sẽ giúp cho đạt cái chỉ tiêu kiểm tra được đường huyết, kiểm tra được cái biến chứng, và nếu có biến chứng thì cũng giúp cho nó nhẹ nhàng hơn. Bác sĩ cũng vừa nhắc đến về cái giải pháp đông y, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được cái giải pháp đông y một cách hiệu quả và an toàn ạ? Một trong những cái giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý tiểu đường đó là sử dụng các cái thảo dược thiên nhiên chứng minh nguồn gốc rõ ràng, thứ hai được bào chế dưới công nghệ hiện đại, thứ ba là được chứng minh bằng các cái đề tài khoa học hoặc nghiên cứu khoa học, và điều thứ tư nữa là phải được phép của Bộ Y tế ở nước ta cũng như các nước trên thế giới đang có xu hướng là sử dụng các thảo dược thiên nhiên để điều trị, hỗ trợ cho các cái bệnh lý rất hữu hiệu cho vấn đề kiểm soát tiểu đường, giảm mỡ máu. Ví dụ như mướp đắng hoặc dây thìa canh hoặc là lô hội, cái hạt methi giảm được cái đường niệu đến 54% và giảm được cái cholesterol máu đến 14%, tăng cường testosterone giúp cho sức khỏe của nam giới tốt lên. Thìa canh nó có tác dụng giảm được cái lượng đường sản xuất ở gan. Hai nữa nó tăng cái tính khả dụng của cái insulin ở tuyến tụy, là cho nó là giúp cho tăng cái hấp thu chuyển hóa đường, hạn chế được cái hấp thu đường từ ruột vào trong máu. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm mỡ máu. Người ta còn kết hợp với các cái yếu tố vi lượng. Ví dụ như là người ta chứng minh rằng kẽm và chrome thành phần chính trong một cái enzyme để chuyển hóa đường, và đã được chứng minh ở một cái khoa đại học Harvard, kẽm và chrome có tác dụng điều hòa được đường huyết, đồng thời nó chống được cái biến chứng mờ mắt và biến chứng thận. Yếu tố vi lượng khác là ví dụ selen. Selen này cũng được chứng minh bằng của một trường y của ở
ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh rằng selen nó điều hòa được cái đường huyết, chống được cả cái biến chứng không những về mắt còn về thận và về tim và gan. Ngoài ra người ta thấy rằng còn phối với lại cả cái yếu tố vi lượng magie có tác dụng là chuyển hóa đường thành glucogen ở mô và cơ, giúp làm điều hòa được cái đường huyết ở máu. Ngoài ra nó cũng khắc phục được các cái triệu chứng biến chứng của mắt và tim, đặc biệt là cái yếu tố acid alpha lipoic, nó có tác dụng rất hữu hiệu trong ba cái cơ chế. Thứ nhất, tăng cường cái yếu tố vi mạch ở đáy mắt và ở cái cầu thận, giúp cho khắc phục được cái biến chứng của suy thận và cái biến chứng mù lòa ở mắt, điều hòa được cái cả cái đường huyết ở chính cái trung tâm sản xuất ra insulin, đấy là ở tuyến tụy. Và người ta thấy rằng nó còn bổ sung được các cái dinh dưỡng, các cái yếu tố oxy ở não bộ, chống được cái đột quỵ hoặc là cái tai biến mạch máu não. Bốn cái yếu tố vi lượng trên kết hợp với lại thảo dược thiên nhiên khắc phục được các cái triệu chứng của bệnh tiểu đường, điều hòa được lượng đường huyết, đồng thời làm giảm lượng đường huyết, và đặc biệt nữa là làm sao nó khống chế các cái biến chứng của tiểu đường, hoặc nếu có biến chứng rồi thì nó cũng làm cho các biến chứng nó nhẹ đi hơn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tình huống sau đây. Ra đây bác lại ngủ gật là thế nào bác? Tôi ngồi một tí gió mát thì nó thiếp đi. Em nhìn như này chắc chắn là chị tẩn anh rồi. Vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau. Vâng. Nhưng mà thật là rất đáng buồn là tôi bị mắc bệnh. Bệnh gì mà bác gắn ego đầy người như thế kia? Tiểu đường. Ôi trời. Ôi trời ơi, tiểu đường nó ở cái giai đoạn mà nó đã không lành được các vết thương. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì? Bác bị bệnh gì chứ có bệnh tiểu đường nhá. Ôi trời ơi, cái việc đấy em chăm sóc người tiểu đường, cái chuyện này em hiểu rất rõ. Em đã thu lượm thông tin nhá. Qua cái việc chăm sóc chồng em cũng bị tiểu đường như bác. Rồi em chia sẻ cho nhiều người lắm rồi đây này. Giải pháp có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm hạ đường huyết, ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh. Cái này ấy, nó có tác dụng phụ như men thuốc tây không? Dạo này dạ dày tôi nó cũng có vẻ bất ổn. Có những cái loại thuốc uống nó còn hại cả thận nữa cơ đấy. Không, giải pháp này nhá là 100% thiên nhiên. Các thành phần như là dây thìa canh này, hạt me thi này, mướp đắng lô hội, cùng với nguyên tố vi lượng như magie, kẽm, selen, crom, acid alpha lipoic nên cực kỳ an toàn. Nó hay được cái mức độ là không có tác dụng phụ. Cái giải pháp này còn được kiểm chứng lâm sàng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, hiệu quả tốt và khá lên tới 96,67%. Cảm ơn cô chuyển ngay thông tin này cho tôi. Vâng. Thưa chị Thu Anh, được biết thì chị cũng là một người bị tiểu đường. Vậy thì chị có thể chia sẻ là bệnh này đã ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khỏe của chị như thế nào ạ? Tôi thì bị tiểu đường vào năm 2013. Thời điểm đó thì tự nhiên tôi thấy ốm lắm. Hai má thì tóp lại, da mặt thì sạm đi, sụt 8 cân liền. Ăn uống thì rất là khỏe, thèm nước ngọt kinh khủng, uống nước rất là nhiều. Ngoài ra thì còn bị mất ngủ triền miên, có những đêm gần như là thức trắng. Bởi vì là cứ phải đi tiểu cứ 15 phút, xong đến 30 phút lại đi một lần. Cứ liên tục như thế cho tới sáng. Ngủ dậy thì rất là mệt mỏi và không muốn làm một cái gì cả. Thời điểm đó thì tự nhiên lại thấy rất là ngứa, mẩn ngứa khắp người. Một hôm thì cũng vô tình vào bếp thì cũng gọt hoa quả thì bị con dao nó cứa vào tay, một cái vết rất là nhỏ thôi. Vài ngày sau cứ thấy nó loang ra và nó không lành, mấy tuần sau nó cũng không thấy lành. Mà mắt thì lại có triệu chứng là bị mờ đi. Bình thường là nhìn đằng trước mặt như này là không có rõ người đâu. Chân tay thì tê bì, nó cứ dâm gian và nhất là buổi sáng ngủ dậy thì cứ cứng đơ ra. Phải 1-2 giờ sau nó mới trở lại về vị trí bình thường và nghĩ là 99% là bị bệnh tiểu đường rồi. Đi khám thì bác sĩ cũng thông báo cho mình là cái chỉ số đường huyết lên tận 400mg trên decilit. Lúc đấy là suy sụp kinh khủng và cực kỳ sốc, kèm theo là mỡ máu rất là cao. Bác sĩ kê chỉ định uống thuốc tây ngày 2 viên chia 2 lần và kiêng khem rất là kỹ, rau xanh và nước lọc là chủ yếu. Cơm thì ăn rất là ít, nhiều khi kiêng quá đâm ra cứ đói lả đi. Chỉ số đường huyết nó cũng không giảm lắm, lúc đó cũng trên dưới 200mg trên decilit. Tất cả các cái vấn đề trên thì bây giờ cũng lại trở về quá khứ rồi. Sức khỏe cũng khỏe hơn rất là nhiều. Xin được chúc mừng chị. Rõ ràng là chị đã giải quyết được vấn đề của mình. Vậy thì bí quyết nào để có thể giúp chị có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó ạ? Tình cờ thì tôi có đọc báo, tìm hiểu kỹ và tôi thấy cái giải pháp mà thì thành phần thì toàn từ thiên nhiên.
ví dụ như là dây thìa canh này, mướp đắng này, hạt methi này, lô hội này và một số các nguyên tố vi lượng khác an toàn và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cho nên là mình cũng rất là tin tưởng và ra nhà thuốc mua và sử dụng luôn kèm với thuốc tây. Sau một thời gian ngắn thì tôi sử dụng thì chỉ số đường huyết là cũng giảm rõ rệt xuống 254mg trên decilit. Khi dùng đủ liệu trình thì chỉ số đường huyết của tôi là 110mg và cứ du di từ 108 đến 110 và tôi thấy là rất là ổn định. Tôi không còn bị ngứa nữa, rồi không có thèm khát, thèm nước như cái thời gian đầu. Cơm thì cũng không thèm nhiều nữa và chân tay thì cũng không còn bị tê bì. Tiểu đêm thì hầu như là không có và ngủ từ tối đến sáng luôn. Da rẻ hồng hào, có da có thịt lên. Cân nặng thì cũng bắt đầu là về ổn định. Mắt tôi lúc đó thì bắt đầu là sáng rõ hơn. Và đọc báo chí thì chỉ có chữ nào mà nhỏ li ti thì mới cần phải đeo kính. Còn không bình thường thì xem tivi thì vẫn là rất là bình thường. Chân tay thì hết hẳn tê bì. Xin được chúc mừng chị. Và thưa bác sĩ, trong cái phần phân tích của mình thì bác sĩ cũng đã nhắc tới các cái thảo dược và các nguyên tố vi lượng để nó giúp hạ và ổn định đường huyết rất là tốt. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái giải pháp này không ạ? Các cái thảo dược thiên nhiên, hạt mê thi, thìa canh, mướp đắng và lô hội kết hợp các yếu tố vi lượng, ví dụ như là có chrome và kẽm cộng với selen, có magie và đặc biệt là axit alpha lipoic, nó có tác dụng quản lý đường huyết, điều hòa đường huyết và chống được các cái biến chứng của bệnh lý tiểu đường. Kết hợp với bốn thảo dược trên có tác dụng làm giảm liều lượng thuốc của Tây y điều trị tiểu đường, khắc phục được các cái tác dụng phụ của thuốc Tây y và đồng thời nó đỡ cho cái gánh nặng chuyển hóa của gan và thận. Nó được bào chế với công nghệ, đặc biệt là công nghệ siêu nano, tăng tính thẩm thấu, phát huy được tác dụng của thảo dược và các yếu tố vi lượng và nó tăng hiệu quả và tăng cái khả dụng của cái thảo dược và các cái yếu tố vi lượng an toàn, hiệu quả bởi vì xuất xứ thảo dược thiên nhiên và được công nhận của FDA của Mỹ, WHO công nhận và đạt chuẩn GMP. Thưa bác sĩ, người nhà tôi thì cũng hiện đang bị tiểu đường, đang dùng thuốc Tây. Thì đường huyết thì cũng về được cái ngưỡng an toàn rồi, nhưng chỉ có chỉ số HbA1c là lần nào cũng đo được ở ngưỡng cao. Xin hỏi người nhà tôi có thể dùng thêm giải pháp từ thảo dược này để chỉ số về được ngưỡng an toàn hay không ạ? Tiêu chí là phải kiểm soát gì? Kiểm soát HbA1c và lượng tiểu đường lúc đói và lúc no, và đặc biệt là kiểm tra biến chứng. Cái lượng HbA1c vẫn cao, nó rất dễ xảy ra những biến cố, biến chứng của tiểu đường. Theo tôi là chị vẫn phải sử dụng cái thuốc tiểu đường của Tây y, đồng thời phải sử dụng thảo dược và các cái yếu tố vi lượng như chị đã sử dụng, góp phần điều hòa đường huyết và quản lý được HbA1c, khống chế được cái biến chứng của tiểu đường. Nó là xuất xứ từ thảo dược thiên nhiên, an toàn, hiệu quả, có thể dùng lâu dài. Không còn nỗi lo lắng về bệnh tiểu đường, chú Phong bây giờ đã tìm lại được sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Không những chú có thể tiếp tục với công việc của một nhà giáo, mà hàng ngày chú lại có sức khỏe để chăm sóc cho vườn dừa, vườn cây tâm huyết của cả gia đình mình. Tình cờ tôi cũng bắt đầu mới tìm hiểu về bệnh tiểu đường thì mới lên mạng tôi tìm, tôi mua về uống thử, thấy nó giảm từ từ. Nhưng mà mới khám lần này còn giảm xuống còn 6.1. Lên lớp dạy thì nó không có vấn đề gì. Còn cái làm công việc vườn thì phụ thôi. Nhưng mà cứ dừa thì tôi có đây 7 công viên dừa. Thì sáng thì tưới ở đây, trưa chiều thì tại tiếng người kia, có nghĩa là cứ 2 hoặc là 3 ngày. Có nghĩa là rảnh á, thì đi tưới dừa thì công việc đó là vẫn làm bình thường, không có mệt nhọc gì hết. Nói chung là sức khỏe là giờ là cũng giống như người xưa đó. Còn mắt thì bây giờ là thậm chí là tôi chấm bài cũng không cần dùng kiến, nó mắt nó sáng lại. Từ tối tới sáng thì không còn đi tiểu giống như trước. Rồi khát nước thì giờ là chỉ uống bình thường. Người giờ nó thấy nó khỏe, không có vấn đề gì. Tôi biết là nó không phải chỉ có tiểu đường không, mà nó còn có nhiều cái tác dụng khác. Ví dụ như là về gan, về mấy cái khác. Thì tôi đã giới thiệu cho bốn người, là hai ông bạn cùng dạy chung trường và một ông già của đứa học trò. Thì ông già của đứa học trò trước đây là mắt mờ không báo không được, nhưng mà khi ông uống hai hũ này rồi á thì ông cầm báo ông đọc được, cho nên ông mừng lắm. Cứ ngỡ mắc tiểu đường sẽ khiến cuộc sống của chúng ta mất đi nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhưng cô Oanh đã giúp chúng tôi có một cái nhìn khác về căn bệnh này. Đó là chỉ cần có giải pháp đúng đắn, chúng ta vẫn có thể sống vui, sống khỏe khi mang trong mình căn bệnh có tên kẻ giết người thầm lặng.
Nhờ sử dụng cái sản phẩm Boni Diabetes của Mỹ mà tôi mới khỏe được như bây giờ. Sử dụng đều đặn thì đường huyết của tôi cứ hạ dần, uống đủ liệu trình thì đường huyết đã về được cái ngưỡng an toàn, chỉ còn 108 tới 110 mg trên decilit, rất ổn định. Da rẻ thì trở nên mịn màng, không còn khát nước, thèm ngọt hay tiểu đêm nữa. Giờ tôi đã ngủ một mạch từ tối đến sáng, cân nặng đã ổn định, mắt tôi đã sáng hẳn ra, chân tay thì cũng hết tê bì. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.